Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện công dân nước ngoài, đặc biệt là các nước đang có dịch bùng phát mạnh, có mặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo đường du lịch làm việc hợp pháp và đã đăng ký lưu trú tính đến 16 giờ chiều ngày 4 tháng 3 là 5.200 người. Trong số này có 12 công dân Hàn Quốc, 20 công dân Trung Quốc. Chúng tôi vẫn quyết tâm là làm theo đúng cái chương trình hướng dẫn của ngành y tế. Chỉ trừ một số cái trường hợp du khách mà người ta đi trực tiếp từ cái vùng dịch theo khuyến cáo của cái ngành y tế. Nhưng mà đối với cái trường hợp này thì Bà Rịa Vũng Tàu gần như là không có. Do vậy đó thì chúng tôi vẫn lưu ý và kiểm tra các cái lịch trình của du khách. Còn theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi công dân nước ngoài đến Bà Rịa Vũng Tàu, các cơ sở lưu trú hoặc doanh nghiệp có người lao động sẽ có nghĩa vụ khai báo lưu trú cho người nước ngoài bằng hai hình thức. Qua trang thông tin điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trực tiếp khai báo tại công an xã phường có người nước ngoài lưu trú. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào 11 giờ sáng hàng ngày, Phòng xuất nhập cảnh đều có tổng hợp báo cáo số liệu về công dân nước ngoài lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh. Cũng theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, 100% công dân lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu theo các con đường hợp pháp đều được kiểm soát quản lý rất chặt chẽ ngay từ khâu nhập cảnh qua các cửa khẩu. Và tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 3 tại Bà Rịa Vũng Tàu có 5.200 công dân các nước đăng ký lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có 590 công dân Hàn Quốc, 432 công dân Trung Quốc, 353 công dân Đài Loan, Trung Quốc. Tôi xin khẳng định rằng 100% người nước ngoài đến Bà Rịa Vũng Tàu là hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn được phép của chính phủ Việt Nam. Đấy, và đấy là về cái mặt pháp lý. Thế còn về cái mặt an toàn, an ninh ấy, thì cũng được rất là bảo đảm. Bởi vì đã được trong cái tình trạng dịch như thế này thì đã được cơ quan y tế tổ chức kiểm tra, giám sát ngay tại cửa khẩu. Riêng đối với những đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thì dù là công dân nước ngoài hay người Việt Nam đến từ vùng dịch, khi nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của chính phủ Việt Nam. Ngành y tế chủ trì thực hiện các biện pháp phối hợp để cách ly theo quy định. Tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 3 trường hợp cách ly y tế tập trung, 17 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Trung tâm Y tế Dự phòng cũng đang giám sát 23 tàu hàng với 5.696 thuyền viên và hành khách. Tất cả các trường hợp cách ly y tế có sức khỏe bình thường. Công dân nước ngoài hoặc những người đến từ vùng dịch đang có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu đều được ngành chức năng của tỉnh quản lý chặt chẽ theo chức trách. Góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, trước hết, mỗi người dân cần bình tĩnh, lọc bỏ thông tin nhiễu để không hoang mang, lo lắng khi nhìn thấy, bắt gặp ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu những công dân nước ngoài. Nhất là những nước đang được coi là tâm dịch nCoV hoặc có sự kỳ thị trong ứng xử giao tiếp. Song song đó, mọi người cũng cần tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch khi ở nơi công cộng. Và nếu phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ thì kịp thời liên hệ với địa phương, cơ quan chức năng gần nhất để xác minh làm rõ.